quý khán giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18, Tha thứ và quên đi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 25. Tha thứ cho người khác là điều cần thiết để được bình an tinh thần và sức khỏe rạng ngời. Bạn phải tha thứ cho tất cả những người đã từng làm tổn thương bạn nếu bạn muốn có một sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn. Hãy tha thứ cho bản thân bằng cách để suy nghĩ của bạn hòa hợp với luật và trật tự thiêng liêng. Bạn không thể thực sự tha thứ cho bản thân hoàn toàn cho đến khi bạn đã tha thứ cho người khác trước. Từ chối tha thứ cho bạn không hơn không kém ngoài sự tự cao hoặc ngu dốt. Chỉ có một biện pháp khắc phục. Trong lĩnh vực y học tâm thần học ngày nay, người ta thường xuyên nhấn mạnh rằng sự oán giận, lên án người khác, hối hận và thù địch là nguyên nhân của một loạt các bệnh lý khác nhau, từ viêm khớp đến bệnh tim. Họ chỉ ra rằng những người bệnh tật này, những người bị tổn thương, bị ngược đãi, bị lừa dối hoặc bị thương, họ đầy oán hận và căm thù những người đã làm tổn thương họ. Điều này gây ra những vết thương sưng tấy và mưng mủ trong tiềm thức của họ. Chỉ có một biện pháp khắc phục, họ phải cắt bỏ và loại bỏ những tổn thương của mình, và cách chắc chắn duy nhất là tha thứ. Thành phần thiết yếu. Thành phần thiết yếu trong nghệ thuật tha thứ là sự sẵn lòng tha thứ. Nếu bạn chân thành mong muốn tha thứ cho người kia, bạn đã vượt qua được 51% trở ngại. Tôi chắc chắn rằng bạn biết tha thứ cho người kia không nhất thiết có nghĩa là bạn thích anh ta hoặc muốn kết giao với anh ta. Bạn không thể bị bắt buộc phải thích ai đó. Chính phủ cũng không thể quy định về thiện chí, tình yêu, hòa bình hoặc lòng khoan dung. Thật không thể thích mọi người bởi vì ai đó ở Washington ban hành một sắc lệnh để có hiệu lực đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể yêu mọi người mà không cần phải thích họ. Kinh Thánh nói, hãy yêu thương nhau. Điều này ai cũng có thể làm được. Tình yêu có nghĩa là bạn cầu chúc cho người kia sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vui vẻ và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, và đó là sự chân thành. Bạn không phải là người cao cả khi bạn tha thứ. Bạn đang thực sự ích kỷ, bởi vì những gì bạn mong muốn cho người kia, bạn thực sự đang ước cho chính mình. Lý do là bạn đang nghĩ nó và bạn đang cảm nhận nó. Khi bạn nghĩ và cảm nhận, bạn cũng vậy. Bất cứ điều gì có thể đơn giản hơn thế. Tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp. Đừng lãng phí năng lượng và chất quan trọng của bạn bằng cách nghĩ về những tên trộm cũ, những mối hận thù và bất bình. Làm như vậy giống như mở một ngôi mộ, tất cả những gì bạn tìm thấy là một xác chết hoặc một bộ xương. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và nhận ra rằng tương lai sẽ thật tuyệt vời, bởi vì bạn biết những suy nghĩ hài hòa và bình yên trong hiện tại của bạn sẽ nảy mầm và phát triển, mang lại những hoa trái tuyệt vời, chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc và tâm hồn bình an. Xua tan quá khứ. Xua tan quá khứ và không bao giờ chạm vào tinh thần bất kỳ trải nghiệm tiêu cực hoặc tổn thương nào đã xảy ra trong quá khứ. Hãy trung thành với quyết định này và nhận ra rằng khi bạn thay đổi suy nghĩ hiện tại và giữ chúng thay đổi, bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Tiềm thức của bạn kiểm soát tất cả các cơ quan quan trọng của bạn, chẳng hạn như tiêu hóa, tuần hoàn và hơi thở. Khi bạn can thiệp vào nhịp điệu thánh linh thông qua lo lắng, sợ hãi và oán giận, vân vân, bạn sẽ mắc phải một loạt bệnh như viêm đại tràng, viêm khớp và nhiều chứng rối loạn tâm thần khác. Ký ức không bị khô héo. Trong quá trình tư vấn, một người đàn ông nói rằng anh ta đã hoàn toàn lành vết loét, nhưng sau đó tình trạng bệnh đã trở lại. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rằng vài năm trước anh ấy đã kinh doanh và đối tác của anh đã biển thủ tiền rồi bỏ trốn sang Canada. Gần đây anh ấy nghe nói rằng đối tác cũ của anh ấy rất thành công trong kinh doanh và đã trở nên khá giàu có. Điều này khiến anh rất kích động và bất bình. Anh ấy đã sống lại vai diễn và hoàn thiện lại bản thân. Ký ức không bị héo mòn,
không bị lãng quên và không được tha thứ. Cội rễ của sự phẫn uất và thù địch vẫn còn ẩn náu trong tiềm thức của anh ta, và giống như một vết thương đang mưng mủ, chảy mủ tâm linh khắp cơ thể của anh ta. Những suy nghĩ và cảm xúc bị lở loét của anh ấy đã kích hoạt lại những vết loét tại. Loại bỏ nguyên nhân để ngăn ngừa bệnh tái phát. Tôi giải thích với anh ấy rằng sự tha thứ cho bản thân và người khác là hoàn toàn cần thiết cho sức khỏe và tinh thần của anh, và anh ấy sẽ biết khi nào anh ấy đã tha thứ, vì anh ấy có thể nhớ lại sự việc hoàn toàn thờ ơ, không cảm xúc, không nói lời nào. Bằng cách sống lại cảnh hoặc trải nghiệm, anh ta đã tái tạo lại tình trạng bệnh, và giống như hạt giống rút đi và mọc lại hàng quý, hàng năm hay hai năm một lần, theo cách tương tự, trạng thái cũ bị loét xuất hiện ở một hình thức mới. Một số cây sẽ chết và ra nụ trở lại theo mùa. Việc tiêu diệt tận gốc nguyên nhân để ngăn ngừa bệnh tái phát là điều cần thiết. Anh ấy quyết định dứt khoát giải thoát cho anh ta hoàn toàn trong tâm trí của mình, mong muốn cho người xa xứ của anh ta tất cả các phước lành của cuộc sống và một sự chữa lành diễn ra sau đó. Bạn nhìn vào Đức Chúa Trời là cha của bạn, nguồn cung cấp của bạn, và bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ phải mong muốn điều tốt lành, bởi vì Ngài yêu bạn và quan tâm đến bạn. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sách Khải Huyền, chương 21, mục 3. Một cách khác để diệt cỏ tận gốc. Bạn có thể thấy người kia vui vẻ, hài hòa, hân hoan không? Nếu không, bạn đã không tha thứ hoặc từ bỏ. Đây là những cỏ dại bạn phải nhổ. Rễ vẫn còn đó, rễ cay đắng héo mòn bởi sự hờ hững. Đây là một cách khác để diệt tận gốc đó. Hãy lắng nghe giọng nói của người khác đã nói với bạn rằng bạn là một người tuyệt vời, đàng hoàng, và bạn là người trung thực, tốt bụng như thế nào. Biến nó thành sự thật. Bạn muốn nghe nó hòa vào tâm trạng của bức tranh tinh thần đó. Nó hoạt động. Tha thứ là điều cần thiết để có được sự bình yên về tinh thần. Tha thứ cho người khác là điều cần thiết để có được bình an tinh thần và sức khỏe rạng ngời. Bạn phải tha thứ cho tất cả những người đã từng làm tổn thương bạn. Nếu bạn muốn có một sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn, hãy tha thứ cho bản thân bằng cách để suy nghĩ của bạn hòa hợp với luật và trật tự thiêng liêng. Bạn không thể thực sự tha thứ cho bản thân hoàn toàn cho đến khi bạn đã tha thứ cho người khác trước. Từ chối tha thứ cho bạn không hơn không kém ngoài sự kiêu ngạo hoặc ngu dốt. Trong lĩnh vực y học tâm thần học ngày nay, người ta thường xuyên nhấn mạnh rằng sự oán giận, lên án người khác, hối hận và thù địch là nguyên nhân của một loạt các bệnh lý khác nhau, từ viêm khớp đến bệnh tim. Họ chỉ ra rằng những người bệnh tật này, những người bị tổn thương, bị ngược đãi, bị lừa dối hoặc bị thương, họ đầy oán hận và căm thù những người đã làm tổn thương họ. Điều này gây ra những vết thương sưng tấy và mưng mủ trong tiềm thức của họ. Chỉ có một biện pháp khắc phục: họ phải cắt bỏ và loại bỏ những tổn thương của mình, và cách chắc chắn duy nhất là tha thứ. Niềm tin của anh ấy là ở vitamin C. Một người đàn ông bị loét từ chối dùng bất kỳ loại thuốc nào từ bác sĩ của mình. Niềm tin của anh ấy là vào vitamin C. Nhưng anh ta có những suy nghĩ sâu sắc về sự ghen tị và oán giận đối với một người bạn đời. Anh cũng ghen tị và bực bội với người vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình. Tôi giải thích với anh ấy rằng niềm tin và sự tự tin của anh ấy nên có ở một quyền năng tối cao, nguồn của sự sống. Thức ăn quan trọng, vitamin cũng quan trọng, nhưng không phải vì thế mà ưu việt. Bạn không đặt thực phẩm, chế độ ăn uống hoặc vitamin trước sự hiện diện chữa lành vô hạn. Sức mạnh chữa lành duy nhất ở đó. Lời cầu nguyện chữa lành của anh ấy là: tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực, ghen tuông, và tôi bày tỏ tình yêu thương, hòa bình và thiện chí với vợ và người bạn đời của mình. Tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời bão hòa toàn bộ con người tôi. Dòng sông hòa bình của Chúa bão hòa tâm trí và trái tim tôi.
Bất cứ khi nào một ý nghĩ ghen tị hay đố kỵ đến với tôi sẽ khẳng định tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Anh ấy đã thực hành kỷ luật này, và trong vài tuần các vết loét của anh ấy đã biến mất. Anh nhận ra rằng những suy nghĩ ghen tuông, đố kỵ, ác ý và sợ hãi đã khiến anh bị lở loét. Bằng cách đảo ngược quá trình và bằng cách suy ngẫm về sự hòa hợp, tình yêu, sự trọn vẹn, thiện chí và hòa bình, một sự hàn gắn đã diễn ra. Anh phải công nhận đấng tạo hóa duy nhất chứ không phải những biểu hiện của Ngài. Hãy luôn hướng đến nguyên nhân chính, nguồn sống của chính nó, chứ không phải nguyên nhân thứ yếu. Bác sĩ có thể kê cho bạn một chế độ ăn uống tốt, nhưng sau đó nhận ra rằng bất cứ thứ gì bạn ăn hoặc uống đều được biến đổi thành vẻ đẹp, trật tự, sự cân xứng và tỷ lệ. Tôi buông bỏ và để cậu ta đi. Một người mẹ quẫn trí và vô cùng kích động vì cậu con trai 18 tuổi của bà ấy đã bỏ nhà đi sau một cuộc tranh cãi với cha mình. Cậu ta bỏ học đại học và gia nhập một nhóm tôn giáo. Bà trở nên điên cuồng và bác sĩ phải kê đơn thuốc an thần mạnh để làm dịu tâm trí và cơ thể. Trong khi nói chuyện với bà ấy, tôi đã chỉ ra một số sự thật đơn giản, chẳng hạn như: bạn không sở hữu con trai của mình, cậu ấy đến thông qua bạn, nhưng không phải bởi bạn. Chúa hay nguyên tắc cuộc sống là cha của tất cả. Con trai của bạn ở đây để phát triển, để khám phá thần tính của mình và bộc lộ tài năng của mình cho thế giới. Bạn không thể giúp cậu ta kích động tinh thần, tức giận và phẫn uất. Theo đề nghị của tôi, bà ấy quyết định thả cậu ta đến sự hiện diện và quyền năng vô hạn. Ngoài ra, bà quyết định hướng về nguồn của tất cả các phước lành cho sự bình an, hòa hợp và hạnh phúc của chính mình. Nhận ra rằng bà không phụ thuộc vào con trai mình để có được hạnh phúc hay sự bình yên trong tâm hồn, bà ấy ra mệnh lệnh như sau: tôi đã hoàn toàn trao con trai mình với Chúa. Cậu ta được Thiên Chúa hướng dẫn theo mọi cách của mình. Trí tuệ Thánh Linh cai quản cậu ấy. Luật thiêng liêng và trật tự ngự trị tối cao trong cuộc sống của cậu ta. Cậu ấy đang ở đúng vị trí của mình và đang thể hiện bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Tôi thả lỏng và để cậu ta ra đi. Bà vẫn trung thành với lời cầu nguyện này và hàng ngày hướng về sự hiện diện ở trong đó. Cầu xin hòa bình, trí tuệ và niềm vui cho bản thân. Vài tuần sau, con trai bà quay lại trường đại học, từ bỏ những ám ảnh cũ và hiện đang làm rất tốt công việc học tập của mình. Cậu ta thường xuyên liên lạc với cha và mẹ của mình, và người mẹ không còn cảm thấy chiếm hữu. Bà khám phá ra rằng tình yêu là tự do. Những buổi cầu nguyện dài thường là một sai lầm. Khi bạn đang đối mặt với một sự cố lớn, đừng cầu nguyện liên tục như thể bạn sợ phải buông bỏ và sợ giao nó cho trí tuệ tối cao bên trong bạn. Phá vỡ câu thần chú cố định bằng cách cầu nguyện cho người khác. Những buổi cầu nguyện dài thường là một sai lầm vì chúng cho thấy bạn đang cố gắng ép buộc mọi thứ hoặc sử dụng sự ép buộc về tinh thần. Điều này luôn dẫn đến kết quả ngược lại với những gì bạn đang cầu nguyện. Đôi khi bạn sẽ thấy rằng một lời cầu nguyện ngắn được thốt ra từ trái tim sẽ mang lại kết quả tốt hơn một lời cầu nguyện dài. Hãy làm điều này một hoặc hai lần một ngày. Sự phẫn nộ, tự lên án, thù địch và bệnh tật sẽ chặn dòng chảy tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 25. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 18, tha thứ và quên đi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19,